Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 24 tháng 10 của Dusan Vina. Bản tin trưa này sẽ có những tin chính sau đây. Chia sẻ kinh nghiệm về truyền thông cho các quản lý và nhân viên phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Rộn ràng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam trên toàn khu phức hợp. Tay vợt Ưng Ngọc Quý giành ngôi vô địch để thi đấu cầu lông nội bộ 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 18 tháng 10 vừa qua, Bộ phận Truyền thông đã chủ trì buổi chia sẻ kinh nghiệm cho các quản lý và nhân viên đến từ Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Chuyến thăm và học hỏi kinh nghiệm về hoạt động và công tác truyền thông của 4 quản lý và nhân viên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam do bác sĩ Lê Viết Nhiệm, trưởng Phòng Công tác Xã hội dẫn đầu, đã diễn ra khá sôi nổi và có chiều sâu. Tiếp đoàn, Giám đốc Bộ phận Truyền thông Dale Gerstenslager hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn và tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị láng giềng giữa hai đơn vị sẽ càng ngày phát triển tốt đẹp hơn, đồng thời giới thiệu khái quát về cơ cấu, nhân sự cũng như chức năng nhiệm vụ mà Bộ phận Truyền thông đang đảm nhiệm. Sau đó, các nhân viên phụ trách từng mảng công việc cũng đã lần lượt chia sẻ chi tiết về các ấn phẩm cũng như nhiệm vụ của phòng, bao gồm quy trình sản xuất và quản lý bản tin truyền hình DVTV, bản tin truyền thanh DV Radio, tạp chí Dusan Vina News, thông cáo báo chí và cách làm media clip. Sau mỗi phần trình bày đều có thời gian dành cho hỏi đáp, giúp các thành viên của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hiểu rõ và nắm bắt kỹ hơn về những gì họ quan tâm. Thay mặt đoàn, bác sĩ Lê Viết Nhiệm cảm ơn sự chia sẻ nhiệt tình của bộ phận truyền thông và đánh giá cao những gì mà họ thu thập được trong chuyến đi. Ông đồng thời mong muốn rằng sắp tới, phòng truyền thông sẽ tiếp tục hỗ trợ bệnh viện trong công tác phát triển mảng truyền thông của mình, đặc biệt là cách làm và phát hành bản tin truyền hình và truyền thanh. Trong vòng hơn 4 tiếng tham quan, học hỏi kinh nghiệm của mình, đoàn đã dành thời gian tham quan vòng quanh khu phức hợp, tham quan chi tiết tại nhà máy boiler và cảng chuyên dụng. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hay còn gọi là Ngày Phụ nữ Việt Nam, Dusan Vina đã tổ chức chương trình kỷ niệm dành cho 191 lao động nữ đang công tác tại đây. Chương trình diễn ra đồng bộ vào lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày 20 tháng 10 tại 14 điểm trên toàn khu phức hợp, với sự tham gia và hỗ trợ của 78 nhân viên nam là thành viên của công đoàn, câu lạc bộ âm nhạc và nam nhân viên trong các nhà máy, đội, khối. Tại mỗi điểm, ban tổ chức phân công từ 4 đến 9 chàng trai đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, khuấy động chương trình cũng như góp vui thông qua các tiết mục ca hát, hài kịch và tổ chức một số trò chơi nhỏ, giúp chị em có những giây phút vui tươi cũng như thể hiện bản thân mình. Họ cũng đồng thời là những người mang tặng chị em những bông hoa, những món quà và những lời chúc ý nghĩa. Ngoài ra, ở các đội, khối, nhà máy đều có đại diện lãnh đạo công ty tham dự, các giám đốc và nhà máy đều đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các chị em trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các phong trào thi đua của khối hoặc nhà máy của mình. Tuy rằng thời gian tổ chức tại mỗi địa điểm chỉ vỏn vẹn trong 20 phút, nhưng niềm vui đã thể hiện rõ trên từng nét mặt của chị em khi họ cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh kem, nhận những bông hoa tươi thắm, những lời yêu thương và tham gia các trò chơi vui nhộn. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là một trong hai ngày lễ hội lớn trong năm dành cho những chị em phụ nữ ở Việt Nam, bên cạnh Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đây là dịp để tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới, đề cao những đóng góp tích cực của họ trong sự phát triển và sự tiến bộ của mỗi gia đình, xã hội và đất nước. Hướng tới tháng câu lạc bộ và chào mừng cúp bóng đá CEO lần thứ 9, câu lạc bộ Cầu Long vừa tổ chức thành công giải đấu nội bộ vào ngày 8 tháng 10 và đã ghi nhận Ưng Ngọc Quý là tay vợt vô địch năm nay. Có mặt từ lúc 7 giờ sáng tại nhà thi đấu trường Trung học Phổ thông Bình Sơn, 8 thành viên của câu lạc bộ Cầu Long đã nhanh chóng bắt tay vào giải với phần bốc thăm chia cặp và tham gia thi đấu vòng loại theo hình thức loại trực tiếp. Tại nội dung đơn nam, có 6 tay vợt tham gia. Cặp thứ nhất là sự đối đầu giữa tay vợt đang là đương kim vô địch Nguyễn Trung Du FA và Ưng Ngọc Quý AM. Tuy là đương kim vô địch, nhưng trong giải lần này, tay vợt Trung Du đã thi đấu không đúng phong độ và để thua tay vợt Ngọc Quý với tỷ số 0-2. Cặp thứ hai là sự đối đầu giữa Quang Hưng LC và Văn Bình MHS. Quang Hưng là một tay vợt được đánh giá cao và cũng là một thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ, nên kết quả của trận đấu dường như đã được dự đoán trước.
Và không nằm ngoài dự đoán, anh đã giành chiến thắng 2-0 trước Văn Bình. Cặp thi đấu cuối cùng là sự so tài giữa hai tay vợt trẻ Phi Hùng, Boiler gặp Tấn Phổ, Design. Đây là trận đấu rất thoáng và Tấn Phổ đã giành chiến thắng với 2-0. Bước vào vòng chung kết, ba tay vợt chiến thắng tại vòng loại thi đấu vòng tròn tính điểm. Và không ngoài sự mong đợi của các thành viên tham gia, tay vợt đã đánh bại được đương kim vô địch tại vòng loại là Ân Ngọc Quý, đã thể hiện được sức mạnh và kỹ năng nổi bật của mình. Vượt qua hai tay vợt kỳ cựu là Quang Hưng và Tấn Phổ, lần lượt đều là tỷ số 2-0 và bước lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn thuyết phục. Ở nội dung đơn nữ, vì quá ít động viên nên không thi đấu mà chỉ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Most effective way: recreating the actual conditions of the accident or near miss using the animation medium is the most efficient and effective way to spread awareness amongst people. Animated scenarios deliver precise information about how and why the incident occurred. It can also deliver the corrective measures to be taken or the correct way of executing the activity. It crosses the language barriers because it is self-explanatory and does not require any language. Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V8N76. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.